Việc nhẹ lương cao là cạm bẫy mà tội phạm mua bán người dùng để lừa nhiều nạn nhân nhẹ dạ cả tin. Không phải ai cũng may mắn như Mờ, một nạn nhân 16 tuổi, sống ở huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, được lực lượng biên phòng giải cứu kịp thời trước khi bị lừa đưa sang Campuchia. Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, Mờ lớn lên bằng tình yêu thương của ông bà nội. Mong muốn tìm việc làm để có tiền giúp đỡ gia đình, Mờ đã tin theo lời dụ dỗ của bọn tội phạm. Cháu biết anh ấy thông qua mạng xã hội Facebook ạ. Có một anh rủ cháu bảo xuống đến làm. Anh ấy bảo là xuống đến làm xong chỉ cần ngồi đếm tiền thế thôi, nhưng mà cháu cũng không biết là làm cái gì. Từ năm 2022 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 13 đơn trình báo của công dân ở tỉnh Sơn La về việc con em của gia đình nghi bị môi giới, lừa gạt xuất cảnh trái phép sang Campuchia nhằm cưỡng bức, bóc lột sức lao động, đòi tiền chuộc nếu muốn con em được quay trở về gia đình. Các đối tượng là không lộ diện, thế nên là cái việc tiếp cận điều tra xác minh, nó gần như là có những đối tượng là khi biết được danh tính nhưng thực tế đối tượng lại không ở Việt Nam. Thế nên là việc tổ chức truy bắt và đưa ra xử lý trước pháp luật thì cũng còn bất cập. Thế còn những cái khó khăn về chủ quan thì cũng phải nói là cái nạn nhân, về phía nạn nhân thì báo cáo chí là đối tượng mà chúng nhắm vào hầu hết là đều ở độ tuổi rất trẻ, là từ 18 đến 25, thậm chí là có những cháu là chưa đủ 16 tuổi. Thế thì cái nhận thức về pháp luật, về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này là còn rất là non kém. Thế nên là các cháu dễ bị rơi vào bẫy. Theo lực lượng chức năng, phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm mua bán người thường xuyên thay đổi, đặc biệt là chúng lợi dụng các trang mạng xã hội để rủ rê, lôi kéo phụ nữ, trẻ em đi làm thuê với thu nhập cao hoặc hứa hẹn lấy làm vợ. Khi nạn nhân đồng ý thì bọn chúng hướng dẫn nạn nhân tự đi hoặc thuê taxi đón nạn nhân. Thời gian gần đây, các đối tượng dùng thủ đoạn đăng tải thông tin trên mạng xã hội, giới thiệu công việc với mức lương cao để tìm nạn nhân đưa sang Campuchia hợp pháp hoặc bất hợp pháp, sau đó đưa vào làm việc tại các công ty cờ bạc trực tuyến, game online, kinh doanh tiền kỹ thuật số. Từ những các phương thức thủ đoạn đó thì cơ quan công an cũng đưa ra mấy cái cảnh báo cho bà con trên địa bàn. Không nghe những lời dụ dỗ của các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng trên trang mạng xã hội mà chúng ta không biết là địa chỉ hay là lai lịch của những người mời chào mình đi lao động hay là yêu đương để đi sang nước ngoài hay đi du lịch sang nước ngoài mà chúng ta không biết. Hiện nay, tội phạm mua bán người hoạt động với phương thức thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt. Cùng với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, mỗi người dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, cần cảnh giác, đề phòng với những lời dụ dỗ để không trở thành nạn nhân của những kẻ mua bán người.